Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Quốc tế tố cáo Việt Nam học Trung Quốc ép dân nhận tội trên TV. Phúc trình của tổ chức nhân quyền Jacobs Defenders đã tố cáo Việt Nam cưỡng bức nhận tội trên TV. Hôm 11 tháng 3 năm 2020, tổ chức nhân quyền Jacobs Defenders đã công bố một báo cáo lên án chính quyền Việt Nam về hành động cưỡng bức nhận tội trên truyền hình quốc gia của nước này. Việc vi phạm quyền của những người bị giam giữ trước khi xét xử ở Việt Nam đã trở thành tâm điểm ngày nay với công bố nghiên cứu mang tên Cưỡng bức trước camera thú tội trên truyền hình ở Việt Nam của tổ chức này có trụ sở ở Tây Ban Nha. Và báo chí quốc tế đang đăng tải về việc Việt Nam có những hành động như vậy với công dân của mình. Đây là hình ảnh ông Lê Đình Công đã xuất hiện trên truyền hình của VTV ở Việt Nam với nhiều vết bầm tím được đài truyền hình VTV mô tả là đã khai nhận tội mặc dù chưa được tiếp xúc với luật sư. Báo cáo này là nghiên cứu đầu tiên về việc chế độ Cộng sản tại Việt Nam thực hành ép buộc người đang bị giam giữ để điều tra về cáo buộc hình sự phải thú tội và sau đó phát lời thú tội này lên truyền hình cho mọi người cùng xem. Tổ chức này nói, hành động ép buộc thú tội rồi phát trên truyền hình vi phạm các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật quốc tế mà họ đã ký kết. Cưỡng bức trước camera cung cấp thông tin về tình trạng của nhà cầm quyền Việt Nam thường xuất phát từ các lời thú tội thu được từ việc ép buộc người đang bị giam giữ trước khi xét xử trên hệ thống truyền hình địa phương hoặc đài truyền hình trung ương VTV, báo cáo này cũng cho hay. Báo cáo cũng đã thu thập và phân tích 16 video phát sóng truyền hình lời thú tội của nhiều người bảo vệ nhân quyền bao gồm một luật sư có tiếng tăm, nhà báo công dân và người nông dân và hai cá nhân nghi can trong vụ án tham nhũng và một vụ án giết người. Trong số 21 lời thú tội trên truyền hình do nhóm nghiên cứu tìm ra và ghi nhận từ năm 2007 cho đến đầu năm 2020 đều được nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong báo cáo, tổ chức Jacobs Defenders thực hiện phỏng vấn 3 nạn nhân bao gồm luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Công Định và công dân Hoa Kỳ Vi Nguyễn. Và phỏng vấn cho thấy cách công an Việt Nam đã thao túng hoặc đạo diễn lời thú tội trước máy quay, lừa hoặc ép họ hợp tác và cách những người bị giam giữ, bị từ chối tiếp cận với luật sư, tổ chức Jacobs Defenders này cũng đã viết như vậy. Đây là hình ảnh chụp lại màn hình từ những người mà Việt Nam nói rằng thú tội được xét đến trong nghiên cứu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, bao gồm Nguyễn Văn Hóa, Lê Thị Công Nhân, William Nguyễn, Lê Đình Doanh, Y Prong, Nguyễn Văn Đông, Lê Công Định và Trịnh Xuân Thanh. Giống như ở Trung Quốc, các nạn nhân của Việt Nam bị buộc thú nhận hành động chống nhà nước và cảm ơn chính quyền đã cho họ thấy lỗi của họ. Nhưng nói chung, các chương trình phát sóng được sản xuất đơn giản hơn, không tinh vi như các chương trình của Trung Quốc, phúc trình này có viết. Và phúc trình cho biết thêm, Việt Nam đang sao chép một số mánh khóe của Trung Quốc, bao gồm cả lời thú tội của một cựu quan chức nhà nước đã bị bắt cóc từ Đức vào năm 2017 và buộc phải nói rằng ông ta đã tự nguyện trở về để đầu thú, đó là vụ án Trịnh Xuân Thanh. Phát sóng lời thú tội của người nước ngoài đầu tiên vào năm 2018, đó là vụ Vi Nguyễn. Và trường hợp gần đây nhất là vào tháng 1 năm 2020, khi 4 người nông dân đấu tranh để ngăn chặn nhà cầm quyền cưỡng chế đất đai nông nghiệp của họ. Họ bị buộc nhận tội trước máy quay phim. Đây là vụ án giết người tại Đồng Tâm do Bộ Công an Việt Nam thực hiện. So với Trung Quốc, những đoạn clip thú tội trên truyền hình Việt Nam kém tinh xảo hơn về mặt nội dung và giá trị. Tuy nhiên, thú tội trên truyền hình hai nước có nhiều điểm giống nhau như nạn nhân xin lỗi, mong được hưởng khoan hồng, khuyên mọi người không đi vào xếp xe đổ và thú nhận phạm tội chống nhà nước. Và cưỡng bức trước camera Việt Nam buộc người bị bắt thú tội trên truyền hình như thế nào, tổ chức này cũng phân tích thêm. Đây là hình ảnh bìa minh họa tình trạng của người bị giam giữ đưa lên truyền hình, báo cáo của tổ chức Jacobs Defenders mang tựa đề cưỡng bức trước camera thú tội trên truyền hình đã được công bố rộng rãi trên quốc tế. Các hình ảnh điển hình được khảo sát trong báo cáo được mô tả như sau.
Một nhà vận động môi trường nói như một cây gỗ trên một màn hình khi cô ta giải thích cách cô ta âm mưu lật đổ nhà nước. Một người đàn ông gục ngã trong những giọt nước mắt sợ hãi trong khi những người hàng xóm của ông ta, khuôn mặt của họ đầy vết cắt và vết bầm tím, buộc tội người khác lên kế hoạch cho các hành vi bạo lực. Và một sinh viên Hoa Kỳ hứa sẽ không bao giờ tham gia các hoạt động chống Việt Nam nữa. Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều lời thú tội cưỡng bức được đưa lên truyền hình của người bị giam giữ trước khi xét xử và không được tiếp cận với luật sư mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đưa lên truyền hình trong vài năm qua và được xem xét trong một báo cáo mới với nội dung cưỡng bức trước camera thú tội trên truyền hình tại Việt Nam của tổ chức J-Code Defenders công bố ngày hôm nay. Và họ cũng nói chúng tôi tìm thấy cảnh quay của ít nhất 21 cá nhân từ năm 2007, những người đã bị buộc phải thú nhận trước camera, con số thực tế có khả năng còn cao hơn rất nhiều. Và hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam đã làm cho nhiều khả năng, nhiều nạn nhân khác cũng thường xuyên bị phải đối mặt với những giam giữ, độc đoán, tra tấn, tinh thần, kể cả thể xác lẫn hình thức đe dọa. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, bỗng bất ngờ xuất hiện trên truyền hình VTV với lá đơn xin tự thú. Đối tượng trong nghiên cứu của chúng tôi bao gồm luật sư nhân quyền, nhà báo công dân, dân oan đấu tranh chống lại cưỡng chế đất. Bằng cách phân tích những điều này và phỏng vấn một số nạn nhân, chúng tôi thấy rằng tổ chức này cho hay như sau. Công an đã dùng thủ đoạn như lừa gạt, ép buộc và nói dối để quay lại lời thú tội. 2. Công an đã dàn dựng kịch bản hoặc can thiệp vào nội dung thú tội. 3. Những người thú tội bị buộc phải xin lỗi, cầu khẩn sự tha thứ và cảnh báo người khác không lặp lại lỗi của mình. Và cảm ơn nhà cầm quyền đã giáo dục và chỉ ra lỗi của họ. Cũng giống như Trung Quốc, một số nạn nhân ở Việt Nam bị buộc phải thú nhận đã thực hiện những hành động chống nhà nước hoặc chống đảng. Những người thú tội sau này từ Việt Nam cũng xuất hiện cho thấy có lẽ Hà Nội đang học một số thủ thuật từ Bắc Kinh. Năm 2017, một cựu quan chức của một công ty nhà nước đã bị bắt cóc từ Đức. Sau đó ông này xuất hiện trên truyền hình ở Việt Nam và nói rằng ông ta tự quay về để đầu thú. Rất giống với chương trình phát trên truyền hình về nhà xuất bản quốc tịch Thụy Điển Kui Mihai, người đã bị bắt cóc từ Thái Lan vào năm 2015 và xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc vài tháng sau đó để nói rằng ông ta đã trở về Trung Quốc một cách tự nguyện. Và cũng theo ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức người bảo vệ nhân quyền J-Code Defenders, hiện tượng buộc thú tội rồi quay video để đưa lên truyền hình đã được chính quyền Việt Nam thực hiện từ những năm đầu của thế kỷ thứ 21. Đây là hình ảnh luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thị Công Nhân trong phiên tòa vào tháng 5 năm 2007 đã bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Hai trường hợp đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được là luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân vào năm 2007. Chúng tôi không có dữ liệu về những trường hợp khác sớm hơn nếu có. Trong thời gian gần đây, có vẻ chế độ Cộng sản áp dụng chiêu trò này thường xuyên hơn. Và như chúng ta đã thấy, vụ mới nhất là vào ngày 13 tháng 1 năm 2020, bốn công dân làng Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã bị đưa lên truyền hình để thú tội. Việc áp dụng hình thức này nhằm mục đích tuyên truyền với dân trong nước và cộng đồng quốc tế rằng nhân quyền Việt Nam rất tốt, Việt Nam không giam giữ tù nhân lương tâm mà chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật. Chúng tôi không có đủ dữ liệu về Bắc Hàn và Cuba, nhưng báo cáo trước đây của tổ chức J-Code Defenders thì nói khá rõ về tình trạng này ở Trung Quốc, với quy mô lớn hơn và chiêu thức tinh vi hơn nhiều so với Việt Nam. Có lẽ lực lượng an ninh ở Việt Nam đã học được những chiêu trò này từ Bắc Kinh, tổ chức này chia sẻ. Cũng theo phân tích của ông Vũ Quốc Ngữ, việc buộc thú tội trên truyền hình là một hình thức ép cung theo điều 374 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, quy định như sau. Tội bức cung, người phạm tội ép cung trong hoạt động tố tụng có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Và luật sư Lê Luân cũng có ý kiến trên trang Facebook cá nhân rằng việc thú tội trên truyền hình là không đúng nguyên tắc, chứng minh và kết tội. Đây là hình ảnh những người thú tội được truyền hình Việt Nam đăng tải, được xét đến trong nghiên cứu
từ trên xuống dưới như Trần Anh Kim, Trần Thị Xuân, Nguyễn Văn Đài, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Thanh, Lê Đình Công, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mẹ Nấm và Bùi Thị Nối. Luật sư Lê Luân đã giải thích thêm như sau. Nó không đảm bảo là chứng cứ để sử dụng trong vụ án, thậm chí nó còn là chứng cứ chứng minh sự vi phạm của cơ quan tố tụng là một giai đoạn tố tụng tiếp theo nào đó. Việc thú nhận, thú tội trên truyền hình cũng làm cho bản chất vụ án bị hiểu sai đi. Việc chứng minh bị làm thay đổi và việc kết tội trở nên là hiển nhiên, vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội. Mọi chứng minh, mọi chứng cứ và việc chứng minh phải qua một quá trình tố tụng phải được xem xét, thẩm tra trực tiếp tại phiên tòa, chứ không phải là cảnh sát, ông Lê Luân đã viết như vậy. Trong khi đó, tác giả Phạm Toàn viết trên Facebook cá nhân rằng không được sử dụng các lời nhận tội trên truyền hình làm chứng cứ duy nhất để kết tội. Ngoài bộ luật hình sự, ông Toàn cũng viết rằng Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã quy định rất rõ rằng người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Điều này nói lên rằng nếu chưa được đưa ra xét xử tại tòa và bị tòa tuyên án là có tội, thì việc nhận tội của các công dân nói trên không có giá trị pháp lý. Vì rất có thể lời nhận tội của công dân, bị can, bị cáo không tương thích với những chứng cứ khác của vụ án, ông Toàn đã giải thích thêm. Và tại Việt Nam vẫn duy trì thể chế cộng sản độc tài, lạc hậu và đau khổ mà thế giới đã vứt bỏ từ rất lâu rồi. Cả hai nước này gồm có Trung Quốc và Việt Nam đều không có quyền và không có nền tư pháp và hành pháp độc lập, nên hàng triệu người dân của họ trên 75 năm qua đã phải chịu cảnh xét xử bất công, thiếu vắng pháp quyền. Điều này cần phải sớm chấm dứt để trên 90 triệu người dân Việt Nam hoàn toàn có quyền được đối xử công bằng trước pháp luật. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin hàng ngày để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.